Nó đi, đang đi lộng vàng. Nó đi lộng vàng kìa. Đâu? Cái chả vàng. Mình nó tụt xuống rồi đa đi ơi. À, đa đi lộng vàng. Vàng đâu nhiều dữ vậy? Không biết nữa. Ủa nó đẻ, nó đáy bên này luôn rồi. Nó đẩy bên này luôn rồi. Ờ, cái con gì, con mèo hay chó gì không biết nữa. Có ai biết đã đi đang làm gì không? Anh đang lượm vàng. Anh đang đi lượm từng cục vàng, từng cục vàng của cái con gì. Cái con gì không biết nữa. Con mèo hay con chó gì không biết nữa. Và anh ta đang lượm từng viên bỏ vào bọc. Cho nghĩ ăn bô ba luôn. Lâu quá không ăn bô ba. Ơi ơi, nó nhiều lắm đó. Để tưới cỏ cho nó xanh lại chứ để nó khô quá. Anh ta đang đi lượm thợm và đang tìm cục vàng. Ở ngoài đó nhiều lắm mà. Và anh ta đang lượm thợm tìm kiếm. Ôi, nguyên một bọc vàng luôn nè. Trời ơi, nguyên một bọc vàng luôn. Trời, quá đã luôn. Chúng chúng đi bước lập thọ mua trà học kim cương. Trời nóng chân á con. Làm mẹ nè, nóng chân á. Đi lộn vàng nhiều quá, giờ đi xuống tóc luôn. Có con dẫn sữa bà. Dẫn như xưa không bán. Hai anh em ăn hai cái đầu giống y. Anh Sinh đã đi ăn hết con rồi kìa. Rồi để chưa. Mình làm gì con? Ủa, mấy cái bình xịn đâu mất tiêu rồi ta? Bình xịn đâu ra đây kiếm bình xịn coi. Bình xịn đây nè. Chưa nổi chưa?